Minh Vy rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 2 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 3, giá gas bán lẻ giảm từ 4.500 cho đến 5.000 đồng một bình 12kg tùy thương hiệu. Đây là lần giảm đầu tiên trong năm giá gas giảm. Theo đó, giá gas bán ra nằm trong khoảng từ 335 cho đến 355.000 đồng một bình 12kg, tương đương giảm 4.500 cho đến 5.000 đồng một bình tùy theo thương hiệu. Các công ty cho biết do giá gas thế giới tháng 3 công bố 540 đô la một tấn, giảm 15 đô la một tấn so với các tháng trước. Vì vậy, các công ty điều chỉnh giảm tương ứng. Như vậy, sau đợt tăng giá mạnh 28.000 đồng một bình 12kg hồi đầu tháng 2, giá gas đã giảm nhưng không nhiều. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong 2 tháng đầu năm 2017, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam đã tăng mạnh đến 12 lần so với cùng kỳ năm 2016, thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện vốn FDI đầu tư vào bất động sản chiếm hơn 10% tổng nguồn vốn FDI trong 2 tháng đầu năm nay, đạt khoảng 345,5 triệu đô la Mỹ. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2017 đã thu hút 313 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 59% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất, phân phối điện, khí nước. Tính đến tháng 2 năm 2017, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu với tổng vốn đăng ký là 50,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư. Các vị trí tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, v.v. Ngày 28 tháng 2, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng vụ nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá nguyên liệu sợi bán thành phẩm để sản xuất ra mặt hàng sợi polyester từ Việt Nam và 6 quốc gia khác. Giai đoạn điều tra được xác định từ tháng 1 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2016. Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ xác định lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra nói trên đã tăng hơn gấp 4 lần so với năm 2010. Ước lên đến con số 195.000 tấn đến cuối năm 2016. Hiện sản phẩm nói trên của Việt Nam đã bị áp thuế chống bán phá giá ở mức 34,81 đến 72,56%, mức cao hơn rất nhiều nếu so với Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan về tỷ lệ phần trăm tính thuế. Trước đó, tại phiên tham vấn về FTA với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào hồi tháng 2, Bộ Công Thương bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi thương mại song phương, và đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, Australia và Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình hợp tác trao đổi mang tên thị trường lao động kết hợp kỳ nghỉ, cho phép các công dân trẻ của hai nước được phép đến quốc gia còn lại để làm việc và du lịch. Hàng năm sẽ có 200 ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực đến Australia và tương tự. 200 công dân Australia đủ tiêu chuẩn sẽ có thể nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn 1 năm để làm việc ngắn hạn và học tập. Độ tuổi của người tham gia từ độ tuổi 18 đến 30. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, chương trình tạo điều kiện cho công dân hai nước có điều kiện giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên. Công dân Việt Nam tham gia chương trình này có thể học tập từ phía Australia về kinh nghiệm làm việc, cách thức sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ trong thời gian cư trú tại nước này để vận dụng kinh nghiệm, kiến thức đã tích lũy được vào hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh với chất lượng và hiệu quả hơn. Để biết thêm thông tin, người quan tâm có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn. Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào cuối tuần trước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương tổ chức hai lễ hội ánh sáng tại thành phố trong năm 2017. Đây được kỳ vọng là hai chương trình mang tính điểm nhấn nhằm tạo thêm sức hấp dẫn của thành phố trong việc thu hút khách du lịch. Theo đại diện tập đoàn truyền thông Golden, đơn vị đề xuất kế hoạch tổ chức lễ hội thành phố ánh sáng. Lễ hội sẽ tổ chức trong khoảng 20 ngày, từ ngày 17 tháng 12 năm 2017 đến ngày 7 tháng 1 năm 2018. Đây là khoảng thời gian các con đường và tòa nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng lắp đặt hệ thống chiếu sáng để chào mừng mùa lễ hội cuối năm. Điểm chính của chương trình là hoạt động trình diễn ánh sáng bằng công nghệ 3D mapping tại các tòa nhà mang tính biểu trưng của thành phố như tòa nhà Bưu điện thành phố, bến cảng Nhà Rồng, nhà hát thành phố, khu vực Thảo Cầm Viên. Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn bộ bộ mặt tòa nhà sẽ được thắp sáng nghệ thuật bằng công nghệ đã được dùng tại các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như nhà hát Con Sò tại Sydney, Úc.
Các con đường trong khu vực trung tâm cũng sẽ được thắp sáng cùng chủ đề để tạo hiệu ứng cộng hưởng. Ngoài ra, các vật thể ánh sáng khác cũng sẽ được trang trí, sắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm thu hút du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh. Chúng tôi trình bày với Ủy ban dân thành phố, với Sở Du lịch, một trong những cái lễ hội lớn mà chúng tôi rất hy vọng là nó sẽ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là lễ hội thành phố ánh sáng. Thì lễ hội này dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2017. Chúng ta sử dụng một câu chuyện chung. Chúng ta sử dụng những công nghệ mới nhất về ánh sáng làm 3D mapping và những cái công nghệ ánh sáng được nhập khẩu khác, cũng như cái phần trình diễn âm nhạc và những cái hoạt động trên đường phố để tạo ra một cái không gian sinh động cho thành phố Hồ Chí Minh, để tất cả người dân thành phố, những tòa nhà ở thành phố, các cái doanh nghiệp ở thành phố, trước đây chúng ta đã tự thắp sáng, tự làm đẹp những cái ngôi nhà của mình, những cái tòa nhà của mình rồi, thì bây giờ chúng ta cũng vẫn thắp sáng, vẫn làm đẹp, nhưng với một câu chuyện chung của thành phố. Và chính cái câu chuyện đó nó sẽ góp phần thu hút khách du lịch, nó sẽ góp phần tạo nên một cái dấu ấn mới, sinh động hơn, sâu sắc hơn cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Theo bà Hương, các lễ hội ánh sáng ở nước ngoài thường giúp cho các thành phố lớn như Sydney, Los Angeles hay Amsterdam tăng lượng khách từ 15 đến 20%. Do đó, bà tin tưởng, nếu tổ chức thành công, lễ hội này sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Riêng nguồn kinh phí thực hiện chương trình này, Golden Communication đề xuất là nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Lễ hội ánh sáng năm 2017 do Sở Du lịch thành phố và Công ty Giải trí Quốc tế Vinamicom Việt Nam đề xuất lại nặng tính trình diễn hơn là lễ hội. Hoạt động chính của chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, dự kiến từ 20 đến 22 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2017. Theo ông Mai Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Giải trí Quốc tế Vinamicom Việt Nam, lễ hội ánh sáng này sẽ trình diễn nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và công nghệ chiếu sáng 3D, 4D lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Theo đó, toàn bộ khu vực ven sông Sài Gòn, kéo dài từ cao ốc Sài Gòn Pier đến cảng Nhà Rồng, sẽ biến thành một sân khấu trình diễn ánh sáng. Hệ thống chiếu sáng được đặt trên một xà lan và di chuyển qua lại giữa hai đầu sân khấu. Mỗi vòng mất khoảng 15 phút để trình diễn một chủ đề nhất định. Chẳng hạn, với chủ đề bầu trời hòa bình, chiếc xà lan này sẽ mang hình ảnh chim bồ câu hòa bình của danh họa Picasso, bay dọc theo lộ trình từ bến Nhà Rồng, tòa nhà Vitexco, tòa nhà Vietcombank, khách sạn Lotte, tòa nhà Le Meridien, khu phức hợp Vinhome và khu phức hợp Saigon Pier. Thời gian trình diễn là 15 phút, trùng với thời gian di chuyển của xà lan. Sau đó, toàn bộ tòa nhà Le Meridien, mặt hướng ra sông Sài Gòn, sẽ được dùng làm nơi hứng định hình ảnh chân dung dưới dạng phim 3D, 4D của các anh hùng dân tộc đã góp phần tạo nên lịch sử Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hình ảnh vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam gắn liền với các địa danh du lịch tiêu biểu, những địa danh nổi tiếng của thành phố và những địa danh du lịch tiêu biểu của các quốc gia trên thế giới. Kết thúc của chương trình trình diễn này là hình ảnh con rồng Việt Nam bay theo lộ trình ngược lại từ Sài Gòn Pier về bến Nhà Rồng. Địa điểm với khán giả có thể theo dõi màn trình diễn đặc sắc này dự kiến là toàn bộ hệ thống đường vành đai ven sông khu đô thị Thủ Thiêm với sức chứa tối đa khoảng vài triệu người. Trong khi đó, toàn bộ mặt sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm đến bến Nhà Rồng có thể được các doanh nghiệp tận dụng để bố trí các tàu thuyền du lịch và nhà hàng nổi cho du khách theo dõi. Theo ông Mai Quốc Việt, đây là một lợi thế tuyệt đối của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức lễ hội ánh sáng. Cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là một trong những cái 10 cái thành phố mà có khả năng để tổ chức cái lễ hội ánh sáng toàn diện nhất. Chúng tôi đã từng tới Sydney, Los Angeles, rồi Moscow, Monaco, ngay cả một cái thành phố gần đây nhất là cái thành phố Thượng Hải hoặc là Hồng Kông ấy, thì cái diện tích mà gọi là gần như đã bịt kín hết toàn bộ thành phố này, không có một không gian mở. Hiện tại thành phố của chúng ta lại cứ tưởng chừng như là không có không gian mở, nhưng thực sự ra là khu đô thị Thủ Thiêm là một không gian rất mở, mà cả ngay cả ông Lý Quang Diệu cũng đã từng mơ ước, ông đã chỉ sang cái vùng đó, ông gọi đấy là đất vàng. Thế thì cả một cái khu vực đất vàng đấy dành cho công chúng khoảng 1 triệu đến 2 triệu công chúng. Rồi chúng ta có một cái dòng sông chạy. Thì cái dòng sông này nó lại tải cho cái công nghệ thiết bị để trình chiếu. Chúng ta có những cái tòa nhà bên đường Tôn Đức Thắng kéo dài ra, thậm chí sắp tới nó có thể sang Nhà Bè. Những tòa nhà cao ốc như thế nó chỉ cứ hình thành cách đây khoảng 10 năm thôi. Thì đấy là cái chỗ mà để hứng đựng những cái hình ảnh mà được thiết kế nó lên. Về mặt địa điểm là chúng ta ok, đúng không ạ? Về mặt thời tiết thì chúng ta lại càng ok, bởi vì chúng ta không có mùa đông như nước Nga. Toàn bộ kinh phí tổ chức cho chương trình này sẽ được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa thông qua vận động tài trợ từ các doanh nghiệp. Cả hai ý tưởng này đều được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng thu hút du khách. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng ý thông qua chủ trương tổ chức hai lễ hội. Riêng với chương trình trình diễn ánh sáng tại khu vực ven sông Sài Gòn, ông Tuyến thậm chí cho rằng có thể tổ chức hàng tuần nếu các thiết bị đã được lắp đặt cố định. Tuy nhiên, về kinh phí tổ chức chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương là xã hội hóa toàn bộ. Thì đề nghị là Sở Du lịch
chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, các cái sở ngành quận huyện liên quan và về đơn vị tư vấn để sớm có kế hoạch trình ủy ban phố chậm nhất trong tháng 3. Về phương thức tài chính thì cố gắng cao nhất là mình thực hiện xã hội hóa, rồi có vấn đề gì mình sẽ bàn, đúng không? Thì anh sẽ chia sẻ với các anh chị để chúng ta làm. Ngoài ra, đại diện Sở Văn hóa Thể thao thành phố lưu ý các đơn vị về nguy cơ quá tải phục vụ khi tổ chức tập trung tại khu trung tâm của thành phố. Thực tế, riêng với việc tổ chức đếm ngược trước thời khắc giao thừa, các năm trước thành phố thường tổ chức tại 4 địa điểm khác nhau. Năm nay, như một số điều kiện, việc tổ chức cao đao chỉ được thực hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã dẫn đến quá tải, không còn lối đi tại khu vực này. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán, cả hai sàn tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 3. Áp lực bán chiếm ưu thế trên toàn thị trường đã đẩy chỉ số VN Index rơi khỏi mốc 710 điểm. Thị trường tăng chậm vào thời điểm đầu phiên, tuy nhiên sau đó, kịch bản tương tự như những phiên gần đây là sắc đỏ nhanh chóng quay trở lại. Xu thế giảm ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn để chỉ số rơi vào trạng thái giằng co. Cổ phiếu VGC của Vietjet Air tiếp tục có phiên kịch trần, cũng giúp cho VN Index không giảm sâu hơn. Bước sang phiên chiều, lực bán trên sàn HOSE tăng mạnh hơn, nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm sâu, chỉ số VN Index nhanh chóng rơi khỏi mốc 710 điểm. Đáng chú ý trong phiên là xu thế đi ngược thị trường của nhóm cổ phiếu phân bón với đà tăng tốc khá tích cực. Nhìn chung, hoạt động giao dịch trên sàn vẫn diễn ra sôi động. Khép phiên, VN Index giảm nhẹ về mốc 709,52 điểm, thanh khoản đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương trên 220 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến khá tương đồng với sàn HOSE, chỉ số HNX Index khởi động giằng co vào ít phút đầu phiên và sau đó thì trượt dốc hẳn. Mặc dù vậy, đà giảm có phần thu hẹp về cuối phiên như sự cải thiện của các cổ phiếu chủ chốt. Chốt phiên, HNX Index giảm 0,25% xuống còn 86,61 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 55 triệu đơn vị, ứng với hơn 460 tỷ đồng. Một lần nữa quay trở lại với phần tin trong nước, Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý khác. Kể từ ngày 3 tháng 3 tới, thời gian cấp sổ đỏ sẽ được rút ngắn với thời gian thực hiện tối đa là 15 ngày. Trao đổi với Chủ tịch của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai về việc giá gà công nghiệp giảm mạnh tại địa phương này.